hôm qua đi đám cưới về cái bị up story khỉ khỉ nha. Sao vậy, kể nghe coi. Là như nè, hôm qua tôi đi đám cưới nhỏ đó, xong rồi cái tôi tặng nó một ly thủy tinh rất là đẹp luôn, rất là lung linh. Mà tôi mua đâu có rẻ đâu bà. Cái xong rồi sáng hôm sau á, nó kêu là hả, chồng nó không cho chơi chung với tôi. Không cho chơi chung với bà là đúng rồi đó. Đám cưới người ta mà tặng ly là ly tán tan nát gia đình người ta rồi còn cái gì nữa. Tôi đâu có biết đâu bà. Mà cũng hên cho bà đi. Hôm nay đang tới đúng cái lúc mà Thi đang chuẩn bị gợi ý quà tặng cho các bạn và cũng như là cho bà luôn. Tặng quà làm sao cho đúng người, đúng dịp, đúng thời điểm. Đỡ gì? Bắt đầu thôi. Đây, món quà đầu tiên. Ủa cái gì vậy? Đẹp không? Đừng có nghĩ là nó thô sơ vậy thôi nha. Đây là một món quà mà có khả năng personalize. Personalize là gì? Là cá nhân hóa, là có thể đặt bản thân mình vào trong cái sản phẩm này luôn. Mở ra cho quà. Mở ra coi lại. Rồi, tan 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 tan. Nhìn nó xinh xắn chưa? Đây là một cái bình giữ nhiệt bằng tre. Ê mà sao nhìn nó trống trống quá vậy? Personalize chỗ nào? Đây, chỗ này. Cái bình hay là cái ly này đều có thể khắc tên, tên Thi nè, tên Tú Anh nè lên cái bình này luôn. Còn không là khắc thông điệp ý nghĩa gì cũng được hết trơn. Ví dụ vậy tôi không muốn khắc cái tên, tôi muốn khắc chữ đâu, không có khắc một bức tranh. Được, mà khắc mặt mà lên nó cũng được luôn bà. Nên là quà này có thể tặng bất kỳ người nào cũng được, bởi vì nó sẽ mang cái tính cá nhân hóa của riêng người đó. Nên Thi muốn này tặng Thi. Bây giờ là tôi gợi ý cho bà thêm một món quà là mang ý nghĩa tầm cỡ luôn. Kinh doanh lớn đó hả? Đúng rồi, là tặng cho doanh nghiệp, tặng cho đối tác, tặng cho khách hàng tiềm năng rồi đó, là tặng này. Đó, cho cô ra đó, cô ra coi nha. Nó nhìn cái packaging nó rất là Việt Nam luôn nè, hoa sen ở trong rồi, là có gì đặc biệt đây? Đây, nó là bộ trà và mứt đó, nên là món quà này rất là thích hợp để tặng cho các dịp lễ Tết quan trọng hay là sum họp gia đình gì đó. Và đặc biệt nha, người nước ngoài sẽ rất là thích cái quà này nó, tại vì này toàn là đồ Việt Nam, không là mứt gừng nè, nhìn nó rất là văn hóa, rất là Việt Nam truyền thống luôn. Hay quá vậy. Hay không? Đẹp. Vậy cho tôi xin cái hộp này về tặng sếp tôi. Tao ổng người nước ngoài, ổng người Hàn. Nãy trên đường tới đây tôi biết là bà có review nên là tôi có mua cái món này nè. Cái này là bức tranh hoa sen bằng gỗ. Mở ra coi sao. Ồ, đây giơ lên. Thì nhìn tranh thì thấy sao? Thì thấy trong lòng là rất là nhẹ nhàng, là yên bình. Đúng rồi, cuộc sống này quá bộn bề, quá nhiều thứ phải lo, phải giải quyết. Nên là chúng ta cần một cái món quà mang đến cái sự an nhiên như thế này. Okay. Rồi bây giờ gạt qua cái sự yên bình đi. Sắp tới anniversary của tôi với bồ tôi rồi mà tôi không biết tặng cái gì cho anh luôn. Đây đây, vậy mua giống tôi đi, tôi có mua cái này cho anh yêu tôi hay dữ lắm. Đó. Ê màu đen nha. Uy tín không? Thì là thấy uy tín liền. Cho mở ra tham khảo đó. Rồi đây. Đó. Ê gói quà đẹp nha. Đen là đã đen từ trong ra ngoài luôn. Mấy ông con trai là thích mấy màu tối giản mà đen đen dữ vậy lắm. Cũng cuốn sổ màu đen luôn. Đúng Americano rồi. Tặng cái này là chấp cánh ước mơ, gọi là đồng hành cùng anh trên cái con đường sự nghiệp của anh. Tặng bút, tặng sổ. Đó là ngày nào phải đem theo, ngày nào phải nhớ cho mình hết trơn á. Ủa giờ tôi mua quà tặng ảnh rồi, tôi nên nói ảnh mua gì tặng lại tươi. Tôi kệ bà. Nhưng mà bữa nay là tôi gợi ý cho các anh con trai để tặng quà cho các chị nữ nha. Hộp quà màu hồng nhớ hơn không? Đó, mở đi. Rồi, đây. Các anh nên tặng gì cho tôi? Đó, một vườn hồng. Trời ơi, lãng mạn quá vậy. Lãng mạn không? Bây giờ Mận mới hỏi Đào nè, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì Đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Đó, mua cái này tặng là mấy chị mở cổng cho vào luôn. Vào luôn, vào liền. Nhưng mà đang phải bán hoa hồng nữa nha, bán là bán cái nến ở trong này nè. Cái hoa hồng mới bị quyến rũ nha, mới bị cuốn hút lãng mạn. Cái packaging rất là đẹp luôn. Nhưng mà nến này thơm dữ lắm nha, đốt là thơm lâu ơi lâu luôn. Nãy giờ là có quà tặng cá nhân hóa rồi nè, quà cho anh, quà cho chị, rồi bây giờ có thêm nến như là tình yêu nồng cháy, bốc lửa. Là có gia đình. Rồi có gia đình là có gì? Có con. Có con là có em bé. Em bé. Giờ là tôi có quà tặng cho mấy đứa nít luôn. Đó. Ủa mà này là gì mà bự dữ vậy? Gối nằm hả? Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Con nít nó chỉ có biết ăn, biết ngủ thôi thì mình phải chăm sóc giấc ngủ cho nó. Nên cái túi ngủ cho trẻ em. Đó. Mở ra coi coi. Đó. Rồi. Mà hồng xinh quá à. Xinh chua. Cái vải này là vải cô tông rất là mát để cho tụi nít nó ngủ luôn. Mềm ơi là mềm luôn. Để bỏ đây đâu. Nhìn nó vậy thôi chứ nó dài tới 2 mét lận nha. Hay có cái quai là cầm tiện ra không? Mở không được nha. One hour later. Rồi. Ở đây có gối rồi nè. Đó. Trời ơi, chua vậy. Dài là ngủ. Đó. Ê dài quá vậy. Ừ. Cái này là nhiêu mét đây? Dài 2 mét luôn, là nằm ngủ thoải mái luôn. Ê 2 mét là giường ngồi tôi luôn á. Ừ rồi sao? Thì không mấy cho tôi đem lên công ty tôi ngủ. Nhân dịp bà tặng tôi cái gối 2 mét thì tôi tặng bà lại cái túi 20cm. Là gì vậy? Đây mở ra.
Trời ơi, dễ thương vậy, hình con cá hả? Con cá gì vậy? Đây là con cá khế. Con cá khế là con cá gì? Con cá khế là một con cá ở dưới biển. Còn nếu mà bà muốn biết thêm thì bà lặn xuống dưới đó bà biết. Ê, dễ thương nha, ở trong nó hình cái xương cá luôn nè. Chi tiết quá ha. Ta làm rất là tỉ mỉ nè. Cháu, mấy đứa nít là thích mấy cái túi mình đem đi học dữ lắm nè. Chứ mình thường đeo ba lô tụi nó không có chịu. Đúng rồi. Cái này nó dễ thương, bơi rồi biết con cá khế nữa. Kích thích cái khả năng sáng tạo của chị em đó. Nó có nhiều con cá không? Còn rất nhiều con cá lắm, bà có thể tham khảo trên này nè. Rồi bây giờ là con gì thích ăn con cá? Con mèo. Đúng, tôi có một bộ sản phẩm về con mèo ở đây này. Đây, chính là bộ gia đình mèo bằng gỗ. Xinh chưa? Xinh quá ta, có trái tim nữa nè. Đúng rồi, có gì nữa nè? Có tên luôn nè. Tôi đã có một cái clip review chi tiết cái bộ sản phẩm gia đình mèo này rồi. Các bạn thích thì có thể click lên đây để tham khảo thêm nha. Nhưng mà nãy giờ là tôi không có thỏa mãn nha. Sao mới thỏa mãn? Tôi muốn cái gì nó độc đáo mà nó có một không hai, mà tôi có không ai có, mà người được tặng phải cảm thấy đặc biệt. Đây, tôi có một cái món nó gọi là Hàn Quốc, Nhật Bản, mà nó Việt Nam, mà nó gọi là Mỹ, Anh Quốc luôn. Đây, một cuốn sổ tay. Đẹp chưa? Cái cuốn sổ này nó rất là đặc biệt nha. Người nghệ nhân làm nên nó đã đi du lịch vòng quanh thế giới luôn để mua về những cái mảnh vải mà để làm thủ công lên được cái bìa của cái sổ này nè. Nên là có 102 là có không? Có 20 lần. Giờ tôi đang cầm một cuốn này là còn 19 cuốn ở ngoài kia thôi. Trời, dữ không? Dữ. Ít lắm, nên là sở hữu được là may mắn lắm á. Wow. Tụi anh biết không, cuốn sổ này và cả con mèo lúc nãy nữa đều nằm trong danh mục gọi là Just Exclusive. Just muốn tạo ra cái này để cho người nhận món quà cũng cảm thấy mình là một người đặc biệt. Những sản phẩm này chỉ có 100 phiên bản trên toàn thế giới thôi. Ý nghĩa quá ha. Đó, mọi người thấy không, tặng quà đâu có khó đâu, chỉ cần nghiên cứu một chút xíu thôi là tặng cho ai, tặng quà gì thích hợp là được rồi. Còn nếu mà bạn thấy khó khăn quá, bạn không có thời gian để lựa chọn á, thì bạn có thể lên Just. Ở đây có rất là nhiều danh mục quà tặng dành cho tất cả mọi đối tượng luôn, gợi ý rất là kỹ càng. Còn nếu mọi người thích video ngày hôm nay của Thi và Tú Anh thì hãy like, share và subscribe kênh nha. Còn bây giờ thì tôi đi mua quà tặng nhỏ kia, xin lỗi. Bye bye mọi người.